Tây đây bậc kênh chút nằm đằng nhóm côn à át mà biếp rôm tên cả nạc cầm cá vọt xế đây mùa ni sẵn kè đai sẽ thật nâu phùm sẵn kè khung trường khánh sọc lông phú khát sọc răng bàn sọ mà tệ kênh nha chế ai kê chắn và rôm cầm mà vị tí bọn cả thân là tên nâng cà đầm bay về thoại đón trở về cuộc sống để cùng chăm trở về xa cùng rút trái mẹ bay khai cần lòng phật tàu nông à hòa bọt hạt ni nhóm bà ca rô na át mạp hiếp dương nhóm xung cơ độc bình chơi phút thơ bò để sát chế liệt đồ ca chô ruộm đầm bay hạ nông mô thân nế dụ cụ sân riêng riêng luôn cam mạ vị thị bọn thằng ngày chăn buôn cát khai cắt đất cho nằm cho lâu trâu nửng ngay ti bàm bấy khai huy chì cá cho nằm bì bòn xôn một phẩy muối chia thằng ngay cùng nọt chùi bẩn chạp tăng bị thằng ngay rửa xe lần tàu tự tu thông cả thân là tiến ca nâng bút tờ bò rửa sát rôm tên và rục cách bị thi của rục tông bà bút tờ sát nà bên yuk và rốt cách tam Phật-pụt-ta sá-sá-na ni yung yuk mai lưu bực lăng thang ai ổng kia pram kết khai cắt đất nằm cho lâu trâu nâng thang ai ti pram buôn khai vị trí cá nằm bì bôn xôn nộp hầy muối đoàn hai ổng kà thân là tiến tệ sân bởi vì hía nâng về vô kênh đoàn Phật-pụt-pụt-sóng rôm tên ủ tư cụ xóa chờ cách lòng bọn Prẹ chào A Thị Cá Prẹ dây chế cún Thạch Yên rôm tên cả nạ cam cá Lô Ta Thạch Thành xôm thay ngọc nó o phá cún nâng o cún tốt dìa muôn xin trân trọng thông báo Chư Tăng cùng ban quản trị và Phật tử chùa Seri Muni Sankai to là ấp Trường Thành B xã Trường Khánh huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng long trọng tổ chức lễ dân y Katina và dân bông để cúng dường đến chư tỳ khưu tăng đã an cư tròn 3 tháng hạ theo lực định của Đức Thế Tôn nên các vị tỳ khưu được phép thọ y Katina. Vậy chúng tôi xin trân trọng kính mời quý Phật tử và quý thí chủ có lòng hảo tâm nhín chút thời gian tham dự buổi lễ nêu trên. Chương trình lễ thứ hai ngày 8 tháng 11 năm 2021 nhằm ngày mùng 4 tháng 10 năm Tân Sửu là ngày vào lễ, bắt đầu từ buổi giờ chiều tiếp đón các thí chủ dân y và vị Phật tử qua nghi thức lễ chào đạo kỳ theo phong tục. Buổi tối tiến hành nghi thức lễ theo phong tục Phật giáo Nam Tông Khmer. Sáng thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2021 nhằm ngày mùng 5 tháng 10 năm Tân Sửu, diệu hành tam y xung quanh chánh điện, chân y đến chư tỳ khưu tăng tác bạch dân vật thực và hồi hướng kết thúc buổi lễ. Chủ trì thượng tọa Thạch Yên và ban quản trị ông Thạch Thanh xin trân trọng cảm ơn. Quý vị khán giả thân mến, Hoàn Thành Nghe Ngô xin tạm ngưng video ở đây ạ. Quý vị khán giả đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo trên kênh Hoàn Thành Ngô nhé. Xin cảm ơn quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị khán giả video tiếp theo.